Trong clip này mình sẽ chia sẻ với 500 anh chị em cách bật kiếm tiền đối với Facebook. Đây là một đề tài cực kỳ nóng bỏng và được sự quan tâm rất lớn của anh em trong cộng đồng chúng ta trong suốt thời gian dài vừa qua. Nhân dịp này mình cũng xin thông báo là nhóm kín của chúng ta và kênh YouTube này sẽ được đổi tên thành Việt Creators Tự Hào Sáng Tạo. Và nhóm kín của chúng ta sẽ không chỉ chuyên chia sẻ về YouTube nữa. Đây sẽ là nơi chút bầu tâm sự và là nơi chúng ta cùng cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của tất cả các nền tảng chia sẻ video, chẳng hạn như YouTube hay là Facebook, thậm chí là Instagram hay là TikTok hay là bất cứ một cái nền tảng mạng xã hội nào sau này ra đời. Để kiếm tiền với video trên Facebook thì điều thứ nhất chúng ta cần nhớ, chúng ta cần phải phân biệt là ở trên Facebook có 3 loại và gọi là 3 loại profile chính có thể chia sẻ nội dung. Cái loại thứ nhất là cái loại mà chúng ta vẫn dùng phổ biến nhất khi chúng ta lên Facebook mở một tài khoản, thì cái đó gọi là profile cá nhân. Chúng ta dùng cái đó để chia sẻ những cập nhật trong đời sống của mình đối với anh em, họ hàng, bạn bè, những người thân quen của chúng ta. Còn loại thứ hai là group, tức là nhóm, cũng giống như nhóm Việt Creators của chúng ta. Thì cái đó là một cái nơi mà tất cả mọi người đều có thể chia sẻ nội dung ngang hàng với nhau, cùng thảo luận, cùng đặt câu hỏi được. Cả hai cái đó đều không kiếm được tiền. Muốn kiếm tiền chúng ta phải mở page, tức là mở trang, hay như ở Việt Nam chúng ta hay gọi là fanpage. Việc mở fanpage rất là đơn giản, các bạn có thể lên mạng tìm hiểu Google search hay là thậm chí là YouTube search, các bạn sẽ biết ngay cách tạo ra một cái page như nào. Nó rất là đơn giản, cũng tương tự như cách tạo một profile cá nhân vậy. Trước đây chúng ta vẫn thấy những page, những fanpage của những nghệ sĩ nổi tiếng hay là của các công ty, các nhãn hàng, người ta vẫn đăng status bình thường, đăng hình ảnh và đăng video bình thường. Nhưng từ một năm trở lại đây, Facebook đã phát hành cái gọi là Facebook Watch, thì người ta bắt đầu cho phép cái chương trình này là các page được đăng video lên và quảng cáo xuất hiện ở trên những cái video đấy, tương tự như video ở trên Facebook. Facebook Watch này tập trung vào video có thời lượng dài, tương tự như YouTube, có thể gọi là một tính năng mà cạnh tranh trực tiếp với YouTube. Trong tất cả các nền tảng lớn nhất trên thế giới hiện nay thì Facebook chính là một đối thủ tương xứng, ngang tầm, thậm chí có thể nói là lớn hơn cả YouTube nữa. Cho nên là đối với nhà sáng tạo video của chúng ta thì đây là một cơ hội cực kỳ lớn để nhân đôi cái doanh thu mà mình đang kiếm được ở trên YouTube. Sau khi tạo trang của mình, tạo page của mình xong thì các bạn có thể truy cập vào cái trang web gọi là Facebook Creator Studio, tương tự như YouTube Studio. Ở trong đó, lúc đầu mình vào mình nhìn thì nó hơi bị rối mắt, hơi loạn, nó có nhiều cái mục nó hơi khác so với YouTube Studio, nhưng mà chỉ một vài ngày các bạn sẽ quen ngay. Trong đó có thư viện nội dung, kiếm tiền, quản lý bản quyền này nọ, tương tự như YouTube vậy. Các bạn đăng video của mình lên, đơn giản thôi, các bạn hoàn toàn có thể làm một cách rất là tiết kiệm sức, không cần phải bỏ ra nỗ lực nhiều, tại vì mình đã có video sẵn. Mình lấy cái video mà mình đăng ở trên YouTube ra, mình tải xuống, hoặc là nếu vẫn còn giữ video gốc thì các bạn upload lên vào trong Creator Studio của Facebook, upload lần lượt video lên rồi cũng tối ưu tiêu đề, hình đại diện, tương tự y chang như YouTube vậy, là có ngay một cái video. Điều kiện để được bật kiếm tiền đối với Facebook trong thời điểm hiện nay, điều kiện thứ nhất là phải có 10.000 người theo dõi. Điều kiện thứ hai là những cái video bạn đăng lên phải dài hơn 3 phút. Cho nên lúc nãy mình nói là trong thời điểm hiện nay, Facebook chuyển sang cổ vũ, khuyến khích cho video dài. Sau đó khi khán giả xem video của bạn, khi nào khán giả xem được từ 1 phút trở lên thì người ta sẽ tính là 1 view. Thì ngoài cái điều kiện 10.000 người theo dõi kia thì
Cái điều kiện thứ hai là trong 60 ngày vừa qua, bạn phải có được 30.000 lượt xem trên 1 phút đối với các video dài hơn 3 phút. Tất nhiên là đến thời điểm hiện nay thì Việt Nam chưa phải là quốc gia được bật kiếm tiền ở trên Facebook. Tuy nhiên vẫn có một cách để gọi là lách qua. Tức là nếu cái trang đó có admin là một người ở nước ngoài, một người ở quốc gia được phép kiếm tiền, thì cái trang đó vẫn sẽ được bật kiếm tiền bình thường và quảng cáo vẫn chạy bình thường. Chính vì vậy, với tư cách là một người Việt Nam ở hải ngoại, mình sẽ cùng cộng đồng Việt Creators của chúng ta tạo ra thêm một cái cổng để tất cả các bạn có thể nhanh chóng kiếm tiền với video ở trên Facebook. Là các bạn có thể sau khi tạo trang và sau khi đạt đủ điều kiện như mình đã nói ở trên, thì các bạn bước thứ 3 là add mình vào làm admin của trang của bạn. Chỉ cần một động tác đó thôi là trang của bạn sẽ ngay lập tức được bật kiếm tiền, không cần phải chờ đợi đến mùa quýt năm nào mà Việt Nam chúng ta được bật kiếm tiền. Như mình đã nói, mình đã có sẵn video rồi để đăng lên Facebook rồi, thì không cần phải tốn quá nhiều nỗ lực trong việc tạo ra trang và đăng video lên trang Facebook của mình nữa. Tuy nhiên là nếu mà bạn muốn nhanh chóng hơn và muốn cái trang của mình phát triển một cách mạnh mẽ hơn, thì các bạn có thể lên tải những cái app mà chuyển từ video từ 16:9 ngang sang loại hình vuông hoặc là thậm chí hình dọc, để cho nó phù hợp với cái thói quen hành vi xem của người dùng trên Facebook. Người ta lướt qua, người ta thấy video của bạn hình vuông ở trên màn hình, nó bắt mắt là người ta xem ngay và người ta bấm theo dõi ngay, thì dễ hơn nhiều. Ngoài ra còn có hai vấn đề nữa mà mình muốn nhắc nhở để các bạn có thể có thêm động lực để tham gia vào mặt trận Facebook này. Là vấn đề thứ nhất là bởi vì Facebook đang muốn cạnh tranh trực tiếp với YouTube trên mặt trận video dài, cho nên là những cái video dài thì sẽ thông thường sẽ được người ta đề xuất rất mạnh. Tất nhiên là nội dung video của bạn phải hấp dẫn, phải hay nha. Chúng ta đã chiến đấu, chúng ta đã trải qua những cái cột mốc đáng nhớ ở trên YouTube, đạt được 1.000 người xem, rồi 10.000 người xem, đến bây giờ kênh của bạn đã được 100 người xem, đã có nút bạc rồi. Bạn đã hoàn thiện kỹ năng của mình từ quay, từ dựng, từ làm những cái hình đại diện, nghĩ cái cách đặt tiêu đề làm sao cho bắt mắt khán giả, rồi nghĩ cách làm sao để cắt video để giữ chân khán giả đến mức cao nhất, rồi cách tương tác với cộng đồng của mình, vân vân. Những cái đó mình đều đã trải qua rồi. Thì bây giờ khi đăng video lên Facebook, bạn hãy tự tin rằng là cái việc mà mình kéo được 10.000 người theo dõi sẽ rất là nhanh. Thậm chí là có một cách nữa là các bạn thậm chí có thể làm một cái video để nói về cái fanpage mới của mình, đăng lên ở trên kênh YouTube của mình. Bây giờ mình là nhà sáng tạo, mình đã có cái cổng riêng của mình để truyền thông, để giao tiếp với khán giả của mình. Tội gì mà không dùng. Người ta phải chạy quảng cáo Google Ads hoặc là người ta phải chạy quảng cáo Facebook Ads để tiếp cận được với khán giả, trong khi mình đã có cái cổng riêng của mình. Hoặc một cách đơn giản hơn nữa là các bạn hoàn toàn có thể đăng một cái status ở trên tab cộng đồng của mình. Trên đó bạn giới thiệu cái fanpage mới để cho những khán giả trung thành, những cái fan ruột của mình click vào, người ta sẽ click vào và người ta đăng ký theo dõi, tạo nên cái lực đẩy ban đầu cho fanpage của bạn. Vấn đề thứ hai nữa là chính vì cái Facebook video này nó rất là mới, cho nên trong thời điểm hiện nay cái số lượng nội dung, đặc biệt là nội dung gốc do chính nhà sáng tạo video tạo ra và đăng tải lên ở trên Facebook nó rất là ít. Cho nên là chúng ta có cơ hội rất nhiều để có thể tiếp cận với khán giả của mình. Mình chúc cho cộng đồng Việt Creators tự hào sáng tạo của chúng ta ngày càng tạo ra được nhiều video đẹp mắt hơn, hữu ích hơn, có giá trị hơn cho cộng đồng những fan trung thành của bạn. Đồng thời là có thêm nhiều cái nguồn thu nhập khác nhau từ nhiều nền tảng khác nhau, từ những sản phẩm của chính bạn làm ra. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt Creators tự hào sáng tạo.